Thưa các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu một cây này nhé. Cây này ngày xưa chính gốc người Dao Thanh Y chúng ta mặc cái áo dài đầu tiên là cái áo dân tộc, với tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết đây là cây gì nhé. Nhưng mà tôi cũng không biết cây này là tên gì vậy. Ngày xưa tôi nhỏ, tôi lớn lên, tôi cũng được mặc áo trang phục của mình rồi. Cái áo trang phục ấy mà đây kia các mẹ, các bà, các bá, các bác làm cũng rất là kỳ công, rất là lâu các bạn ạ. Thì cái cây này rất là quý giá đối với người Dao Thanh Y nhá. Đây khi có cái miếng vải, ngày xưa sẽ không có vải màu đen như bây giờ đâu, chỉ là cái vải màu trắng thôi nhá. Rất là hiếm vải. Người già có khi lấy cái cây này lấy về, ngày xưa người già trồng ở trong khe sẽ mọc rất là nhiều, bây giờ nó ở trong khe từ lâu đời, từ ngày xưa ông bà, ông nội, ông cụ đến đời sang con cháu đến tận bây giờ các bạn ạ. Bây giờ những chiếc áo tôi đang mặc ấy cũng không phải nhuộm ngày xưa rồi, chính gốc là chiếc áo ngày xưa đó nhuộm bằng cái lá này. Lá này sau khi những người già mua quần áo về, khi miếng vải màu trắng thôi mà lấy áo về đi đi vào, có thể mình trồng ở một nơi ở trong khe ẩm ướt mà có rất nhiều. Ngày xưa không có tiền mua vải nhé, mua được một ít vải thôi, lấy về phải tự tay cắt, tự tay thêu thêu những hoa văn, những nét đẹp của văn hóa của áo Dao Thanh Y mà rất là kỳ công các bạn ạ. Thứ nhất là làm được cái khăn đầy đầu này lên thì cũng không dễ dàng đâu. Cái khăn đầy đầu ấy đôi khi mình làm xong hết, thêu hết các hoa văn và những con cua chẳng hạn, những ngôi sao năm cánh chúng ta phải đặt vào bên trong đỉnh đầu nhé. Nếu mà thiếu cái ngôi sao ấy, mình đời lên đầu ông trời sẽ phạt cho mình. Cái dân tộc Dao Thanh Y những ngày tháng không thiếu. Ê, các bạn ạ, ngay cả chiếc áo ấy làm cũng không đơn giản chút nào qua. Chiếc áo có sắc màu nét đẹp của văn hóa mà làm rất là lâu. Riêng ra một bộ quần áo ấy, tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết. Tính ra gần 4 chiều, tầm 5 chiều trở đi mới đủ. Bây giờ bọn trẻ thì không có mà mặc rồi. Bọn trẻ bây giờ không thích mặc nữa. Cái cây này ấy, vừa rồi tôi đã nói đến đâu rồi nhỉ? Cái cây này ấy người già lấy về sau khi mà mình phải nấu một nồi nước đun sôi, mình có thể bỏ mấy cái cây này vào. Ngày xưa có cái chum ấy, người ta cũng hay nấu nấu sôi rồi, nấu cả cây này sôi rồi mới đổ vào. Đến khi nào đến một tuần hay là 2 tuần chẳng hạn, người ta sẽ đan bằng tre, đan cái cây tre ấy bằng cây tre ấy, người ta sẽ cứ ngoái đi ngoái lại thật đều mà thành bột. Cái nào lấy cái ngón tay ấy sờ vào xem có da màu xanh hay không, cái nào da màu xanh mình sẽ bỏ vải vào. Đây khi làm rất kỳ công nhé các bạn nhé.
Mình cũng phải nấu lại một lần nữa. Đừng có mà nấu sơi quá thế không tốt. Mà lấy đi phơi trời nắng. Phơi trời nắng đến khi khô nó sẽ thành màu đen đen xanh xanh rất là tươi đẹp. Đến lúc đó người dân chúng tôi sẽ lấy ra thêu mà cắt. Thêu thêu cắt cắt đo thân thể con người. Quần áo to đến đâu, người mặc bao nhiêu đo, có nghĩa là cao 1 mét bao nhiêu chẳng hạn thì đo. Lấy từ tay thêu. Thêu có nghĩa là rất lâu mới được một cái. Mà là mình phải lấy cái cây này rất là nhiều mới có nước màu xanh cơ. Đến bây giờ thì không có rồi, rất là hiếm. Ở trên đồi núi ấy ngày xưa người già trồng thì có thôi, chưa bây giờ phát nung hết lấy đâu mà ra. Nếu mà nhồm cái áo ấy mặc ấy kể ra cũng buồn cười lắm các bạn ạ. Nếu mà mặc vào ấy, nếu mà mưa mưa ấy, áo ướt quần ướt nhồm vào thân thể đen xì đi, màu xanh đi. Cứ mỗi lần mình mặc vào cũng thấy rất là ngại. Ngày xưa tôi cũng đồng mặc về. Tôi nhỏ nhỏ ấy, 5-6 tuổi, mẹ tôi đã may cái áo cho tôi. May áo cho tôi mặc. Cái áo mà áo dân tộc ấy. Cũng may lên cả cái quần cho tôi mặc lên. Cứ mặc cả năm đi thì lại không có áo, không có áo mặc nhá. Cũng mặc thế đi chăn trâu đi làm chẳng hạn, đến khi trần mưa xuống mà đen hết thân thể đi. Tôi ấy còn cũng không dám không 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 dám cởi ra nữa, nhìn thấy mà cũng sợ sợ ấy. Đi với mấy chị ấy, nhưng mà mấy chị ấy lớn rồi thì bởi khi bố tôi làm rất nghiêm túc, bố tôi ấy lúc nào cũng phải bắt là cuốn lại cái đầu, như bây giờ ấy đang đời tiên đấy. Ngày xưa ấy phải để tóc dài cuốn đi cuốn lại, phải làm cái đuôi gà đằng sau cơ, nhìn thấy nó cũng đẹp lắm. Nhưng mà đi làm thì có ai trêu chọc bảo là ôi bà cô nhỏ ơi, nhìn thấy mà cứ thấy xấu hổ. Mỗi khi xấu hổ này về khóc lóc một mình. Nhưng mà bố mẹ cứ bắt nó mặc như thế. Bố mẹ bảo là dân dân tộc ta thì không được bỏ trang phục nhá, cứ thế mà mặc. Tôi kể ra cũng buồn cười ghê. Phục của dân tộc giao vậy, vì ngày xưa bố tôi mà cứ bắt tôi mặc, không được bỏ trang phục của mình. Đến bây giờ mà tôi không bỏ qua. Các bạn ạ, cái cây này bể gầy lắm. Cây này bể rất là gầy nhanh. Có cái khúc 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 giống như khúc đũa. Giống như khúc đũa lên. Ở chỗ này, mỗi chỗ này có thôi, ở nơi khác không có nữa. Ở nơi khác người ta phá rừng phát hết điều. Ngày xưa nhờ có lá này mà áo em đẹp như tiên nữ. Áo em da màu xanh, có ánh nắng phơi. Áo em sẽ hiện ra chiếc áo đẹp lung linh. Đến bây giờ thì ta cũng không biết tìm hiểu như thế nào cái nguồn gốc. Ngày xưa người người già lại làm được bằng ít giỏi đi. Tôi mới ra đến vào trong ngọn khe, trong vào khe trong khe ấy mới tìm được cái gốc cây này đấy. Cây này ta bể đến đâu về trồng nó cũng mọc lên các bạn ạ. Mà không riêng làm được cây, không nhuộm được vải nhá, riêng còn có làm được một cây thước quý giá nữa các bạn ơi.
Cây thước quý giá nhất là chúng ta đi lại cái chân đấy, chân chúng ta bị giáp giáp, cái đùi chúng ta bị giáp giáp đấy, thì chúng ta có thể đập ra mà bôi ấy cũng có thể khỏi, nhưng mà thì rất quý hiếm các bạn ạ. Cây này là cây màu xanh nhá, có một cây màu đỏ tươi hay trồng ở nhà, thường trồng ở nhà làm cây thước. Cây màu xanh cũng không hiệu quả lắm nhưng mà cũng được. Chúng ta có cây màu đỏ thì càng tốt hơn các bạn ạ. Hôm nay tôi lên đây, tôi đã tìm được rất nhiều thú quý giá của trong rừng xanh của núi rừng tôi. Ở đây tôi cảm thấy tuyệt vời hơn. Cái áo tôi mặc đây đã là mẹ tôi may thôi, tôi đâu có biết làm gì hết. Mẹ tôi cho tôi rất nhiều áo, rất nhiều quần áo đã đủ tôi mặc. Đó là mẹ tôi tặng cho tôi những chiếc áo cưới này. Đôi khi đám cưới của dân tộc Dao, chúng tôi phải dùng bộ áo cưới này đấy. Áo cưới này tôi đã mặc mấy năm trời rồi, vẫn không phai, vẫn không hỏng. Vải rất là chắc các bạn ạ. Tính ra mà chiếc áo này tôi đã mặc được mười mấy năm, 15 năm rồi. Từ khi tôi lấy chồng, cái chiếc áo này đã luôn luôn mang theo tôi. Tôi rất cảm ơn mẹ đã ban tặng cho tôi. Không mang lại cho tôi được có gia đình bé nhỏ mà còn mang lại cho tôi được tất cả thế giới niềm vui, và cho tất cả những thế giới được biết là những bộ áo trang phục của cha mẹ để lại. Tuy nhiên mọi người ai cũng ngại cả, xin mọi người đừng ngại nhé. Đó là áo ta mặc, đó là người của tôi dừng. Câu chuyện mà tôi hay nói về các bạn ạ, đó là không liên quan đến gì cả, đó là một nét đẹp của văn hóa, một nét đẹp của thế kỷ trước thế kỷ sau, đó là của dân tộc. Mỗi phong cách, mỗi dân tộc là mỗi khác nhau nhé. Có rất nhiều chị em